Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ khoảng 11 giờ, Vũ đang đi lên đây là ở ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ đi lên thăm gia đình của chú thím ba. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Đây là hẻm vô nhà của chú thím ba. Thì chú thím ba hoàn cảnh khó khăn. Thì Vũ cũng quay cái video để nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm thì giúp đỡ giùm. Thì chú ba cũng đã 80 tuổi rồi, không có làm gì. Còn thím thì không thấy đường, nằm có chỗ à. Có người con là bị bệnh ngồi trên xe lăn á. Thì hôm khoảng tháng trước á, thì Vũ có lên gửi tiền của Phi với Ngọc ở bên Mỹ, nên là gửi cho 2 triệu với gia đình của Như là con của anh Minh ở bên Úc á, là có gửi cho 3 triệu, thì tổng số tiền là 5 triệu. Thì Vũ đem lên gửi cho chú thím ba để dành mua đồ ăn với mua sữa đồ uống. Thì mới ngày hôm qua Vũ đi làm thì có gặp chú hai ở xóm đây. Chú hai nói Vũ là gửi cho tiền rồi, mấy ngày sau có cái người nữ nào đó lại nói là bên Mạnh Thường Quân gì giúp đỡ, không biết nói gì sao. Hồi chú thím ba là lấy tiền đưa cho người ta. Vũ mới nghe ngày hôm qua, để hôm nay Vũ lên hỏi thăm cho tiền chú thím ba dành dụm mà chưa có mua đồ ăn, chưa có gì hết trơn, là vô và Vũ lấy. Bây giờ khoảng 11 giờ trưa nha các bạn. Hôm nay là sáng giờ trời mưa râm râm. Chú thím ba hoàn cảnh khó khăn vậy mà vô mà còn dụ mà lấy tiền cho được. Nhà chú thím ba nằm ở trong con hẻm nhỏ trong này. Tới ngôi nhà của chú ba nha các bạn. Nhà của chú ba đây là ở ấp 3 của xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Nhà thì cũng cũ rồi, xuống cấp rồi, mục hết trơn. Chú ba ơi, chú ba ơi, ông bà đâu mất tiêu hết rồi. Chú ba ơi, con Vũ rồi chú ba, tắt cái la vô một con rồi chú ba. Ông anh đó là ông bị có tật, ông ngồi trên xe lăn á. Chú ba khỏe không? Chú ba nhớ con không? Dạ. Rồi thím này đâu rồi chú ba? Thím đâu rồi? Bỏ cho anh nằm ở bên kia. Anh hai bỏ người thấy được. Dạ. Dạ. Rồi chú ba ngồi ghế đi cho con hỏi thăm chút xíu coi. Dạ chú ngồi xe vô, sợ chú ngồi đi. Ngồi vô đi.
Để xác vô. Ngồi xác đây, con để cái mi cho nghe lớn chút xíu thôi. Rồi chú ngồi xuống ghế đi. Nấu cơm. Dạ, nấu cơm hả chú? Cơm. Dạ. Đây là anh con của chú Ba nè. Ảnh thì vợ thì ảnh nghe được nhưng mà ảnh không có nói được. Ảnh ngồi xe lăn nè. Ăn cơm chưa? Rồi á, ăn cơm rồi á. Ông rồi khỏe không? Ảnh thì có vợ mà vợ thôi lâu rồi, có đứa con. Trả lời không được. Dạ. Nói là chú Ba cũng khỏe hả? Khỏe. Dạ. Thím đi qua bển lâu chưa? Bữa. Dạ. Qua bển là nhà của người con hay sao chú Ba? Nhà của tôi. Dạ, cũng nhà tình nghĩa ha, được rồi, cho chú con qua thăm. Rồi, chú Ba bữa con nghe nói bữa con gửi cho tiền rồi người ta vô lấy hả chú Ba? Tôi nói Vũ nghe thì Vũ cho tôi tiền đó. Dạ. Tôi cũng bỏ trong cái túi đúc thì cái túi đúc và cái hỏng là túi đúc gì nữa, cái giấy dài. Dạ. Giấy dài và thân tánh á. Dạ. Giấy dài thân tánh rồi tôi tháo là hồi kia tôi làm cái túi đúc rồi tôi đã dành tiền. Dạ, để dành. Ai cho tiền tôi lấy lại. Dạ, để dành. Anh dành tôi tháo nó chết kia. Rồi cái bữa đó cũng Vũ đi về cũng 5-6 bữa. Dạ. Qua 5-6 bữa. Có một cô chú Ba cầm cái này lên đi, nói cho rõ chú Ba cái mi. Chú Ba cầm lên đi, nói cho lớn tiếng chứ gì á. Dạ không sao. Được rồi, khỏi thôi, vậy con để đây đi. Để đây đi. Rồi. Rồi chú Ba kể đi. Tôi hai nó sẽ ra. Tôi để trong túi trong vỏ thùng có cái thùng là ta trước đây chú vô đây nè. Dạ. Có cái thùng ở đây. Dạ. Tôi để đó, tôi để dầm đó rồi có một mà có cách ba bốn bữa. Dạ. Ba bốn bữa nó có một cô nói ông ba do tôi cho tiền, quay phim cho tiền, nó cho 3 triệu, 3 triệu cái hai lần. Dạ. Quay phim, rồi bắt đầu chắc cái bữa đó cũng đã gần mấy tối lận à. Dạ. Tối đêm ngủ mà. Dạ. Tôi cúng vừa xong rồi bắt đầu tôi ngồi ở ngoài chơi cửa vô cửa thang của mình vô nói vậy đó. Thôi mấy anh ngồi á rồi anh bước vô nó cho tiền cửa thang, bước xuống rồi ông ba tôi giờ tôi cổ nói ông có tiền là không bỏ ra 200 cả bình xăng. Cả bình xăng thì cái thằng này đó là nó quen chầu với nhau, chầu giờ với này đó ở với này nó cũng quen tôi không biết. Cái rồi đó là cho 200 mình nói lời rồi để qua xuống ông thao ra đồ đi, thao rồi làm giấy làm quay phim, thao rồi tôi đã đặt đặt cái thao thì lúc đó là cái bà ba còn ở đây
Rồi ở đây như bây giờ vô ngồi ra trong cái buồng đó ông đó. Thôi giờ ông thay ra đồ đi. Ông vô giường ông ngồi. Vô giường ông ngồi. Ông có cái giết không? Tôi đâu có cái giết nào. Rồi mà mừng sau đi mua cho cái giết. Cái bữa không? Có bữa mừng sau mua cái giết thì tôi đi. Rồi tôi mới dạy thôi để tôi kêu cô cháu bên kia là ở đâu kêu bà chơi. Thôi, cô nói thôi. Rồi để tôi lấy cái quần dài tôi mặc vô. Mặc vô tôi ngồi trong giường á. Nhắm quay phim. Quay phim là lúc đó là tiền họ nói như ông móc ra đưa tôi 200 trả tiền cho ông ba tiền xăng á. Dạ. Rồi đó là người quay tôi đưa cho có rồi có cầm á sao chưa cầm họ nói sần sần này cũng nghe dỗ mấy cái đợt đó có lên đây không. Rồi tôi nói Vũ bữa đó lên cho tôi 5 triệu. Tôi mừng lên 5 triệu này với 3 triệu kia mừng lên. Rồi cổ ông vô ngồi qua ba phim. Hỏi tên con luôn hả chú ba? Hỏi thăm con luôn. Nói tôi nói Vũ à. Bây giờ hỏi Vũ có làm qua kia tôi lên rồi không? Dạ cũng như là hỏi thăm Vũ có lên đây nữa không á hả? À. Là tôi nói Vũ lên cho tôi 5 triệu. Dạ. Rồi tôi tham quá rồi hả? Thì phá rồi. Rồi nên giờ ông á, vô giường ông ngồi. Ông ngồi ông thay đồ, ông cho quay phim. Có 3 triệu rồi. Phải. Còn tôi vặt quần dài chưa xong. Cái áo mặc cho nó được. Rồi tôi cầm cái 200 ngàn hồi cho cổ thối dần sang nọ. Dạ. Rồi nó nói thôi co. Cổ nó thôi thôi anh dạp đi, dạp đi. Dạp rồi tôi bỏ 200 này vào túi. Rồi ông rồi cổ nó hỏi là ông rồi có 500. 500 đưa tôi 500 tôi trả tiền công nó. Rồi nó trả lên. Là cái người dẫn đi đó, hả chú ba? À, cái người dẫn tôi nói vậy đó. Dạ. Mà chú ba có biết cái người dẫn đi không? Không. Không biết luôn. Không mũi không. Rồi cái người nữ đó chú ba cũng không biết luôn hả? Không. Còn cái thằng Châu là tôi biết. Rồi chú kể tiếp đi. Dạ. À, nói nói là ông 500. Rồi cắt 200 nó đi. Rồi cái này trong túi giờ tôi có 200 tôi bỏ lo rồi tôi đâu có tiền nữa còn cái nọ là cái túi nọ là 5 triệu bà nga 5 triệu rồi chú cho tôi mấy hôm mấy qua mấy bữa đó mới cho là để dành chưa dám xài đồng nào hết. Rồi cái mấy bỏ trong túi trong thùng á. Dạ. Bỏ con thùng á rồi tôi mới móc la chưa có kịp móc la tôi sẵn sàng móc la tôi mở cái túi vô lông nó thun ra cái đường là tôi rút lại. Dạ. Bỏ vô rút lại chắc ăn đỡ nó tuột. Dạ. Rồi tôi bỏ ăn vô ăn rồi có mấy con thôi em dạp đây rồi tôi dạp gì kịp. Cái thùng đó là bỏ lên, ông anh để nói là tôi có cái áo đỏ. Đó, tôi để dặn tôi cái dáng này. Đây, cái thùng đó, dặn yeah. Đây. Tủ lên rồi tôi mới lên. Tôi ra đó cái quần tôi lên, ngồi là cho cổ bác chân anh chấp. Dạ. Ông bác chân anh còn có đánh cho rồi. Là tôi ngồi nhắm lâu quá giấc mà giờ không thấy. Không thấy cổ. Vậy là lúc đó là lấy điện đi rồi. À, rồi.
Là không biết là đi ra chưa không biết hơn. Là qua nhà không không thấy cỡ. Là cũng như chú ba thay đồ ngồi đợi hoài luôn. Đợi hoài không thấy con nhắm cho chạy ba tôi kiếm. Dạ. Tôi kiếm mình phát hiện. Phát hiện ra cổ đâu mất tiêu mà. Lục lên tôi chạy lại coi cái túi tiền tôi dần đây, cái áo quần đây, cái túi. Tôi lên cái túi tiền nó mất tiêu. Rồi là lấy tiền đi rồi. Tôi mới chạy kêu nhỏ đơn kia anh Hồng á. Dạ. Hồng ơi Hồng, lậu chín tiền cha mất tiêu mà ơi. Lậu chín mất tiêu. Dạ. Thì con cũng nhắc chú ba nè, mơ mốt á thì Vũ lên đây thì chỉ có mình con thôi. Chứ không có người nào khác nghe chú ba. Dạ. Không có người nào khác hết trơn, vậy người ta giả dạng để người ta lừa người ta lấy tiền chú ba đó. Thôi cảm ơn Vũ. Dạ. Thì từ đây tại vì hồi trước giờ nó cũng không chưa có xảy ra cái sự việc này. Thành ra từ nay sắp tới thì con lên thì chú ba con nói tên Vũ rồi chú ba biết rồi con. Chứ còn nữ hay gì đó nó giả này kia nọ thì chú ba phải cảnh giác. Chứ để nó lừa nó lấy tiền nữa vậy cái gì nó kêu chú thay đồ đồ sửa sạn cái này nó lấy tiền nó giọt mất tiêu. Tôi thay đồ. Thay đồ tôi thay mặc có cái quần dài không à. Đặng thay đồ đặng quay phim cho tiền hả? Rồi tôi ta vô giường nó ngồi bàn chân nhắm nhắm cái mỏ ra cho nó quay phim. Dạ. Dạ ngồi. Đâu có không thấy. Ngồi xếp nhắm tôi chạy ra nó kiếm mất tiêu. Ngồi đợi hoài luôn. Thay đồ ngồi đợi hoài luôn. Vậy là cái lúc cái thời điểm mà nó nói chú là lấy tiền là chú lục ra là nó thấy rồi phải không? Thay đồ nó mới nó thấy rồi chứ nó hỏi con có cho tiền không? Cái chú nói mới cho 5 triệu đó hả? Nó mới đầu là nó chưa có thấy tiền kia. Dạ. Nó hỏi cho chưa lấy tiền túi rồi. Hỏi mới đầu bước vô nó ông cho trả 200 tiền xăng nha. Rồi tôi móc 200 tiền xăng. 200 tiền xăng loa rồi đầu nó nói Vũ cho con lần đầu không? Rồi tôi nói mới được chết cho tôi 5 triệu. Rồi tôi ông cắt cái này đi, cắt cái này đi. Móc cho tròn Vũ nó móc cho 3-5 trăm lần trả tiền công cho hôm đa. Dạ. Trả cho con không 3-5 trăm. Dạ. Tôi lúc đó tôi đâu có tiền, trong túi nha tôi có 200 trả tiền xăng mà nãy nó còn không lấy tôi bỏ vô rồi giờ tôi đâu có nữa. Rồi tôi lục cái thùng tôi nhìn từ cái túi tiền mà tôi để dành hồi nãy Vũ cho đó. Dạ. Nó thấy phải không? Tôi móc ra. Dạ. Cái túi là tôi móc ra cổ thấy vương mà. Dạ. Móc ra tôi đưa cổ mà đưa ra móc cho mặn lúc chưa kẹt bị lấm tấm lắm á. Dạ. Cổ hơi dẹp. Dạ, dẹp đó đi lấy cái quần cầm vô. Quấn lấy cái quần cầm vô lặng vô với con đi bà ba. Bà ba lặng mà cũng có phiên lặng cổ làm xong lặng đi. Cậu nói quay phim đặng cậu cho tiền hả ông bà? Cho 3 triệu à. Nói cho 3 triệu, quay phim đặng cho 3 triệu. Mỹ Ham. Dạ. Nhưng mà chú ba từ đây tới chú ba rút kinh nghiệm. Thí dụ giờ con lên chú ba thì con cho chú ba chứ làm gì mà phải lấy tiền, xin tiền mà đổ xăng. Nó chắc là nó cũng dụ cho chú ba móc tiền ra để nó lấy đó. Ha, mơ mốt ví dụ như giờ con có lên thì chú biết con rồi ha. Con có lên con cho. Còn thí dụ như người khác mà có lợi cho thì cho tiền thì chú ba nhận chứ còn nó kêu chú ba đưa tiền thì chú ba đừng có đưa nha. Thôi giờ tôi không có dụng nữa. Dạ. Chứ cho tiền bữa đó người ta cho Mạnh Thường Quân cho chú 5 triệu rồi con cũng mừng cũng để dành chú mua đồ ăn uống sữa được mà để dành mà chưa dám xài là nó lại nó lừa nó lấy rồi. Chưa dám vô ra túi ngon là. Mừng không cho được 5 triệu mừng không chú ba? 5 triệu mừng lắm nhưng vô ra túi để dành. Bỏ túi để dành ha. Chưa dám mua sữa mua đồ ăn gì luôn hả? Chưa dám rồi nha. Là chưa sức động nào ra luôn, còn y nguyên luôn. Chưa. Rồi nó lấy hết luôn không chừa lại đồng nào hết. Nó lấy cái túi đi luôn hả? Lấy cái túi đi luôn. Túi giải hả chú ba? Cái túi ra bằng cái
Tôi nhớ giàu là thân đông á, Vũ. Dạ, dạ. Nó giàu thân đông. Nó giàu là tôi lấy giàu. Dạ, lấy coi cái đó giống rồi phải không? Giống cây xanh bộ. Dạ. Trời ơi, vậy đó mà nó cũng dụ lấy cho được. Bữa đó anh có nhà không? Anh có thấy không? Ngủ hả? À, giờ ổng thức cũng như không. Ổng thức thì cũng như không chứ đâu có làm gì được đâu. Mà tội nghiệp gì đâu. Vậy mà nó vô nó lấy được. Anh năm nay 40 mấy tuổi nè, 45-50 tuổi rồi mà bị bệnh rồi mấy năm nay rồi, ngồi có anh chỗ ngồi lên xe lăn nè, cái đầu anh bị mớp mé nè. Rồi giờ anh bỏ đi luôn rồi, con cũng không có tìm ảnh luôn, tại lúc nghe chú ba kể là vợ anh ẵm con đi lúc con còn nhỏ. Nó khỏi lục rồi chú ba. Dạ. Nhà thì thường ngày chú nằm ở trên cái võng này, còn thím thì nằm bên võng bên nay. Anh ngồi anh xe lăn vậy thì muốn leo lên giường rồi lăn lại rồi bò qua hả? À. Thì ăn cơm tự múc được không? Được hả? Múc được. Nhớ con không? Nhớ không? Không nhớ hả? Nhớ vợ không? Dạ. 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 À, là bỏ vô cái vớ. Bỏ vô cái vớ rồi nhét vô đôi giày hả? Có nhét vô không? À, bỏ trong cái thùng. Dạ. Vậy là hai chiếc vớ là lấy ra là nó lấy đi hết chiếc vớ còn chiếc đó phải không? Rồi vậy chú nhắn chị ghé lấy chiếc nó lại lại luôn cho anh đủ bộ. Trời ơi, tội nghiệp ông già, ông cụ. Đó, vậy là lấy chiếc vớ đó là đựng tiền để dẹp. Rồi vợ lấy chiếc rồi còn chiếc. Bó tay thiệt. Hoàn cảnh gia đình người ta khổ vậy đi mà lại nó lừa nó lấy để cho được. Anh có biết không? Anh có biết sự việc đó không? Có biết không? Có biết chú ba bị người ta lừa lại lấy tiền không? Biết không? Không biết hả? À. Người ta lừa lấy tiền. Hàng ngày chú ba nấu cơm hả? Sáng đó thì con vợ nào nó lãnh á.
Dạ. Cái bên đồ ăn hỏi, nó cho đồ ăn. Dạ. Rồi nó nấu cơm nó dùm luôn. Dạ. Rất chiều cho nó nấu. Dạ, chiều chú ba nấu. Rồi chú ba lại ghế ngồi đi. Nè chú ba, hôm nay con lên rồi con tích cái số tiền quỹ của nó là chị hai ở Thụy Điển với em của chị hai là ở Mỹ á, là cũng như có gửi cho con một cái số tiền để mà con để dành, nhiều khi bà con nào mà có hoàn cảnh khó khăn á thì tích ra giúp đỡ. Thì con cũng là mới nghe đây, nghe chú hai ở xóm đây nè, hôm qua con cũng sửa tivi cho chú hai, chú hai mới nói là chú ba bữa hổm con lên con gửi tiền á, người ta lại người ta dụ người ta lấy hết trơn rồi, người ta lừa người ta lấy rồi, thì con tức cái số tiền của chị hai ở Thụy Điển với em chị hai ở bên Mỹ á, là con tức ra 1 triệu thì con gửi cho chú ba nè. Chú ba, con gửi cho chú ba để mua đồ ăn, để mua sữa uống nó. Thì giờ cũng như chú ba phải cẩn thận tiền rồi chú ba cất, rồi chú ba muốn mua gì lấy, chứ người lạ kêu thì chú ba đừng có đem ra đó. Dạ. Dạ, với khi mà con dặn chú ba khi mà lên cho tiền thì con lên thôi chứ không có cái người nào khác hết. Với hai nữa, thí dụ giờ cho tiền chú ba nhận chứ mà kêu tả tiền xe ôm hay tả tiền này kia rồi chú ba đừng có nên mà tả tiền vậy. Dạ, chú ba ngồi xuống đi. Giờ tiền chú ba cất đi. Ví dụ chú mua, ba muốn mua ăn cái gì thì chú ba gửi cái chị gì thường mua nấu cơm giùm chú ba đó. Chứ còn ai kêu tả tiền này tiền kia chú ba đừng có làm nha, đừng có ta lấy ra nữa. Nó dụ nó lấy nữa. Dạ không có gì chú ba. Rồi đâu thêm giờ dẫn con qua thím ba coi. Dạ. Người thím ba ở bên đó ai săn sóc chú ba? À, thím ba cũng ở bên mình mà có cái chị đằng kia lại hả? À, đây là nhà tình thương. Nhà này cất lâu chưa chú ba? À, mới cất năm 2019, 20, 21. Cái này là của nhóm từ thiện Thiện Tâm ở ở thành phố tặng nè. Tặng năm 2019. Dạ. Ở đây là thím ba. Giờ thím ba qua bên đây làm. Ở trong tâm nó cho Vũ uống ăn rồi. Dạ thôi khỏi chú ba. Vũ này con ai à? Thứ ba cũng quên nhớ rồi, đâu có nhớ hả chú? Chú là năm nay như 80 hả chú ba? 85. À 85 rồi. 85. Còn thím hả chú? À đã 80 rồi. 80 hả? Ừ. Dạ. Mà thím mình như quên rồi hả chú ba? Đã nhỏ tôi mong tưởng là đã giả tôi. Dạ. Dạ là thím quên. Dạ. Ngày tối chú ba có qua đây ngủ với thím không? Chú ở đây nè, chú ngủ đây. À chú ngủ đây. Ờ đó, ngon chú ngủ ngon đó. Dạ. Có nhiều đó, có nhiều có tôi. Dạ dạ. Rồi hàng ngày nấu cơm mà chú ba bưng qua đây đút hả? Ờ con nhỏ kia đút ra, cô không thấy giường. Dạ. Đúng vậy. Dạ. Chú ăn lên với nhà đỡ dậy, đánh rồi dậy, đánh rồi dậy mới được. Dạ. Chứ không đỡ ban không ngồi được. Dạ. Còn chú đỡ không nổi. Dạ. Để nó nhậu kia nó nổi nó đỡ nó ăn. Dạ. Chú
này chú Vũ ơi, chú ở đâu à? Con ở dưới chợ đó mà. Mà cái bữa mất tiền thì chú ba, thím ba cũng đâu biết hả chú? Chỉ chú biết thôi chứ thím đâu biết hả? À, bác con không có biết. Dạ, cũng không nhớ luôn, đâu có nói hả? Ừ. Dạ. Cảm ơn Vũ nhiều quá. Dạ, không có gì hết chú ba. Đâu có. Dạ. Con ở chỗ gần ủy ban thị trấn á. Dạ. Hỏi hỏi chứ đâu không nhớ hả chú ba? Không nhớ. Dạ. Dạ. Lên chơi á hả? Dạ, lên chơi. Rồi thôi về bển chú ba. Dạ thôi khỏi chú ba. Đây thì hôm nay Vũ lên thì cũng có cái anh ở xóm ảnh lại, anh cũng thấy Vũ ông cũng hơi nghi nghi à. Phải không anh? Dạ thấy. Em chào anh. Thấy lạ chứ sao? Dạ thấy cũng nghi nghi rồi, nó vô nó lừa nữa phải không? Dạ sợ vô nữa. Dạ cho. Để cho em để cái mì này cho nó lớn chút xíu nha. Dạ. Rồi cho em hỏi là anh tên gì? Tôi tên Tần Hoài Phong. Dạ, anh này cũng ở gần đây hả? Ở gần đây. Dạ. Thì cái sự việc mà chú ba bị nó vô lừa lấy tiền anh cũng cũng biết, tại cũng vì biết nghe đó. Gia đình nói. Dạ. Thì gia đình đây của chú ba cũng khó khăn vậy mà nó vô nó lấy cho đành. Dạ hay? Hoàn cảnh quá khó khăn, tật nguyền rồi lớn tuổi đâu có mận ra tiền gì đâu mà nó vô nó lừa. Dạ. Mà tại giờ chú ba cũng lớn tuổi rồi, mắt cũng thấy cũng đâu có rõ. Dạ, mắt thấy lờ mờ rồi. Rồi không có biết ai hết trơn. Dạ, giờ không biết ai hết. Thấy người lạ vô, em vô coi cái ai. Dạ, thì em cũng thay mặt gia đình chú ba ở đây thì cũng cảm ơn anh. Dạ. Ví dụ như anh ở đây chòm sớm, thí dụ anh thấy có người lạ hay gì đó, anh dạ. Vô anh hỏi. Dạ. Hỏi thăm giùm cho. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mà anh vô có cái nó hỏi thăm em này kia nọ rồi chú ba mới tin nè. Tại em thường lên đây. Dạ. Mà ngày anh làm gì anh? Em thì đi cào, mùa này em bệnh em nghỉ. Dạ. Anh bị bệnh sao? Dạ bị thần kinh nó yếu á mà. Với mùa này cào á không có đồ rồi mới dạ. Nghỉ. Tới mùa có đồ mới đi. Dạ. Anh có bà con bên chú ba nào không? Tôi cháu ở xóm, làng xóm à, thôi. Ở xóm thôi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi giờ có chú hai cũng ở xóm gần đây. Chú hai lại chơi thôi chú hai nha. Rồi. Thì cái sự việc mà chú ba ở đây là bị người ta lừa mất tiền thì Vũ cũng nhờ chú hai này nói cho Vũ biết chứ hổm rề dưới Vũ cũng đâu có hai đâu. Dạ. Rồi, theo tôi ở xóm thì theo tôi biết á thì gia đình chú ba này cũng hết sức là khó khăn. Cộng với bây giờ hai ông bà cũng bệnh và thêm thằng con đó. Mà giờ hôm rồi thì nghe chú Vũ có bà con Mạnh Thường Quân ở đâu nước ngoài vậy á có gửi cho số tiền nên là 5 triệu tôi nghe nói vậy đó rồi hôm rồi là cho đem lên cho vợ chồng chú với đứa cháu đây rồi sau là đâu mấy ngày 2-3 đêm sau rồi đó là có cái cô nào đó vô lường gạt nói là bây giờ mà vô lường gạt nói là bây giờ Mạnh Thường Quân nào ở đâu đến cho thêm mấy triệu đó rồi ngồi nữa tâm sự với chú ba lát rồi Vũ lấy vợ chồng chú ba tiền sạch trơn lấy hết như vậy tôi giờ theo ở địa phương cũng nhờ cái cộng đồng ở nước ngoài hai bà con gần xa cũng cố gắng giúp đỡ giùm cho vợ chồng chú ba với đứa cha đứa em. Dạ rồi, con cảm ơn chú hai. Rồi. Dạ. Rồi giờ Vũ về, Vũ xin phép là kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ thay mặt cho gia đình chú ba cảm ơn chị hai với em chị hai.
Thì Vũ tức số tiền ra để gửi tiền cho chú Ba. Rồi thưa chú Ba con về nha. Cảm ơn Vũ nhiều. Dạ dạ. Rồi đây chú Hai. Rồi thưa chú Hai con về. Rồi thưa chú Út về nha. Rồi. Rồi chú về khỏe không? Dạ rồi. Rồi em về nha anh. Rồi ba nha. Rồi. Ông chỉ cười cười vậy thôi chứ không nói gì được hết trơn.